bệnh Whitmore nguy hiểm thế nào khi không được chẩn đoán đúng. Ngày 17 tháng 9, bệnh viện Bạch Mai đưa ra cảnh báo về sự nguy hiểm của căn bệnh Whitmore khó chẩn đoán với tỷ lệ tử vong cao. Theo đó, Whitmore là bệnh do vi khuẩn có tên Buchholderia pseudomorphae gây ra. Bệnh lây nhiễm qua đường hô hấp hoặc tiếp xúc với môi trường có chứa vi khuẩn. Đặc biệt, khi có vết chảy xước trên da, nguy cơ lây nhiễm càng cao và bệnh tiến triển nhanh hơn. Điều đáng nói là bệnh có diễn biến và triệu chứng lâm sàng đa dạng với triệu chứng sốt, kém ăn, sụt cân, sưng và áp xe một số vị trí trên cơ thể các dấu hiệu, triệu chứng của bệnh nhân rất giống và thường nhầm lẫn với bệnh lao, nhiễm khuẩn tụ cầu. Do đó, khi được chẩn đoán và điều trị không đúng, bệnh có tỷ lệ tử vong cao, có thể lên tới 40%. Để giảm thiểu nguy cơ mắc Whitmore, phó giáo sư, tiến sĩ Đỗ Duy Cường, giám đốc trung tâm bệnh nhiệt đới khuyến cáo, người dân không nên tiếp xúc trực tiếp với đất, nước bẩn, ứ động lâu ngày, đặc biệt là khi có vết thương ngoài da, vết chảy xước, chảy máu hoặc người có nhiều bệnh lý nền.